coi cái gì ghê vậy? Cái gì mà sách chết chóc vậy? Bà ơi, có con này nó âm binh từ nào giờ? Dạ, con thưa cô, người nói khó hiểu hay không, không phải là do người nói ạ, mà là do người nghe chậm tiêu thôi ạ. Bực mình quá, hết hai con nhỏ này. Tao tao kêu bảo vệ, đang không nào tụi bay hết giờ đó. Bà bị lừa trúng cái ổ đa cấp rồi đó. Sao người Sài Gòn ai cũng nói dối hết vậy? Đụng trúng cái ổ massage trá hình, còn bị gạ gẫm nữa. Làm gì mà gây thế? Tôi nói cho mấy người biết, đừng có giở trò ở đây, tôi báo công an đó. Hát lên đi, nói ra đi, bài tốt hết, nghĩ suy nghĩ là chiếc.